Đây mua mỗi dàn sới là chở bằng xe máy nha anh em, gồm có đầu máy sới K700 luôn, chở ghê luôn. Mấy gì bỏ cái phông tay rồi. Đúng rồi, bỏ vô đây nè. Bởi vì ta thiếu gì. Con này sao còn nhớt đã vậy trời. Ha, mua bò. Alo. Sóc Trăng với Long An anh hai chỗ. Rồi, Sóc Trăng đi, em đem gì đây hết rồi. Ở 78 có đầy đủ anh. Dạ. Cái đó thì nó mắc quá rồi, trong vòng máy thì nó mắc nhất rồi đó. Ở 7 là không anh, có đời văn ma rồi ghẻ đó, với Mitsu rồi đó. Không, còn cái bự mà. Đâu quá, nó mắc trong dòng máy mà. À, bếp nhỏ thì nó bể ép thì không bảo hành được, bể nước cấp slat chứ bể lóc. Rồi, luôn em ha. Đây, gắn hoàn nguyên bộ luôn. Rồi, được chưa, được chưa. Rồi, RT 125 luôn nha bà con. Nguyên bộ. Giao về Vĩnh Long nha bà con. Quá siêu. Em luôn chút không? Mấy trăm cái không? 200 mấy rồi. 210 mấy à? Dạ, còn con này nữa. Đây dân 101 à. Dân 200 đi. Cái đuôi là nặng nhất á, mà gỡ cái đuôi ra là khỏe à. Còn này nó này để đâu? Dạ. Này chúng ta bỏ đây nè, bỏ đây nè. Dạ về Tam Bình Vĩnh Long nha bà con. Giá đây hồi chờ cẩu đầu máy lên đó rồi. Còn con nữa. Biết về kịp không đây? Con này đi bên Long Xuyên lên chỗ đền thờ Tôn Đức Thắng. Thùng nào? Thùng thì ở vòng bên gì Thắng. Chưa bố. Cái con kia bán rồi phải không? Ừ. Sài Gòn bán rồi phải không? Ờ. Ở mũ bông hơi sao? Dạ. Hôm qua không lấy, giờ lấy trời. Cái thùng có hộp phải không? Biết rồi, hôm qua hỏi lấy thì sao hồi lấy mua bông hơi á. Trời. Không mua đâu, mua bông hơi. Mua lấy 5. Chịu giá đó nha, không bớt nè. Ghê ha, nguyên bộ đi tới Vĩnh Long gần hơn 100 cây. Rồi tới 125. Máy cũng khá là đẹp. Rồi. Đây là những đội ngũ giao hàng là làm việc không mệt mỏi bà con, vì bà con phục vụ tất cả ngày trong tuần luôn, mưa gió gì gì bà con alo là có mặt. Giao hàng lúc 4 giờ sáng luôn nè. Cái này thất bại.
hay là những đội giao xe. Gửi cho ba con đi con. Gửi cho ba con đó đi. Nhặt luôn. Nhặt luôn đó. Đúng là con nữa. Để đây sáng vậy này có 9 giờ tới vậy, 9 giờ về đây vậy. Không. 9 giờ về tới đây. Không phụng điện làm gì hết trời. Gửi máy vào đó. Nghe anh. Nghe nè. Thơ nào nữa? Mai gửi. Nó bán rồi, hôm qua kêu lấy thì không lấy. Em ơi, đến Long Xuyên rồi nè, đang nằm trên xe đi Long Xuyên rồi nè. Ừ. Lấy Mitsuki còn con nhà kìa. Nằm dàn sới, mới bán dàn sới rồi cắt bỏ xuống rồi. Con nhà 12 năm nha. Bây giờ để cho còn kêu để cho báo. Đúng rồi, mới về tới nè. 10 giờ. Ừ. Rồi đăng lên clip đó, có gì coi clip đi. Có clip rồi đó. Rồi cái gì coi đi.